Mấy ngày qua, trên Facebook đăng một clip ghi lại cảnh cô giáo chạy xe máy dưới mưa lạnh chở theo hai con trai để lên lại trường ở miền núi Nam Trà My, Quảng Nam, dạy học sau những ngày về quê ăn Tết cùng gia đình. Người mẹ chở hai con vượt quãng đường đeo dốc hơn 100 km từ huyện Thăng Bình đến trường phổ thông dân tộc bán trú Trà Dân, xã Trà Dân, huyện Nam Trà My trong cơn mưa tầm tã lạnh thấu xương. Clip được chia sẻ trên Facebook khiến nhiều người xúc động và thương cảm. Có người bình luận, thấy tự nhiên chảy nước mắt, thường thắt lòng, giáo viên vùng cao đa số vậy hết. Trao đổi với tuổi trẻ online, cô Hà cho biết, hôm qua ngày 29 tháng 1, cô chở hai con trai lên lại điểm trường để hôm nay dạy học sau những ngày về quê ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình ăn Tết cùng gia đình. Đoạn đường từ quê lên huyện Nam Trà My, mưa lạnh, cậu con trai 4 tuổi được anh trai bế suốt quãng đường. Cô Hà cho biết thêm, chồng mất sớm, trước đây cô gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc, nhưng sau đó đưa con lên ở chung để tiện chăm sóc. 13 năm gieo chữ cho trẻ em miền núi, nhiều năm cô dạy ở điểm trường lẻ, có nơi phải đi bộ 4 giờ đồng hồ. Yêu trẻ, mình mới có động lực ở lại đây. Dù dạy ở đâu cũng được, nhưng ở nơi nào người dân, học sinh cần mình thì thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn.